thí sinh số 228, thí sinh Văn Huỳnh Đức, sinh năm 2005, cao 1m60 và nặng 48kg. Số đo vào vòng 78, 74 và 86. Thích diễn xuất và chơi thể thao. Món ăn yêu thích của Văn Huỳnh Đức đó là thích ăn vịt quay và gà rán. Môn học yêu thích đó là môn văn. Hiện cậu bé đang tham gia những nhiều hoạt động nghệ thuật và có ước mơ sau này sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.